Thị trấn Ngãi Dao là trung tâm của huyện Châu Đức, nơi tập trung các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện. Theo quy hoạch của huyện đến năm 2035, thị trấn Ngãi Dao được định hướng tổ chức không gian đô thị văn minh, trở thành vùng quê đáng sống. Để đạt được mục tiêu này, đồng thời nhằm hiện thực hóa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 2 năm 2023 và 2024, thị trấn Ngãi Dao tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, sạch đẹp trên địa bàn. Trong quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Ngãi Dao đến năm 2035, Ngãi Dao sẽ được quy hoạch là trung tâm huyện lỵ, đồng thời là trung tâm kinh tế, chính trị, thương mại và an ninh quốc phòng của huyện Châu Đức. Trong đó, trung tâm đô thị là khu vực lõi với các khu chức năng như khu vực trung tâm hành chính, chính trị huyện Châu Đức, công viên cây xanh, quảng trường, khu vực hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khu vực các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị Ngãi Dao, công trình giáo dục, khu vực các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu vực dân cư hiện hữu, cải tạo chỉnh trang và phát triển xây dựng mới. Để từng bước đưa Ngãi Dao trở thành một đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, đưa việc chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh thành thói quen, ý thức tự giác của người dân. Bên cạnh việc ban hành các văn bản xử lý các trường hợp vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động người dân được chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể triển khai quyết liệt. Với phương châm cán bộ đảng viên đi trước, làng nước theo sau, Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Dao đã tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường mà nòng cốt là cán bộ đảng viên trên địa bàn. Từ sự nỗ lực của cán bộ đảng viên trên địa bàn đã từng bước tác động đến nhận thức của các gia đình và mỗi người dân. Đặc biệt, từ đầu năm 2024, phong trào Ngày thứ bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch do Ủy ban nhân dân thị trấn phát động đã nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực như cam kết không thả vật nuôi ra ngoài khu dân cư, mỗi nhà trồng và chăm sóc một cây xanh, giữ sạch nhà, sạch ngõ, sạch vườn. Chỉ sau chưa đầy một năm thực hiện, bộ mặt đô thị Ngãi Dao đã và đang từng ngày thay đổi, hướng tới một đô thị sạch đẹp, văn minh. Thì đến nay thì chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng là cán bộ, đoàn viên, đảng viên. Trong quá trình chúng tôi triển khai thực hiện thì đến nay tương đối là cơ bản một số các hộ gia đình ở trước nhà sẽ không còn gạch đá, bảng hiệu, quảng cáo để mà như trước nữa. Một buổi ra quân dọn dẹp trật tự lòng lề đường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Dao tổ chức. Ghi nhận thực tế tại hiện trường, đa số các tuyến đường chính của thị trấn, việc chấp hành các quy định về hành lang an toàn của người dân khá tốt. Hầu hết các cửa hàng, quán ăn treo đặt biển hiệu đúng quy định, không có hành vi lấn chiếm lòng lề đường để đặt bàn ghế hay các sản phẩm buôn bán lấn chiếm đường dành cho người đi bộ. Với một số ít hộ kinh doanh do chưa nắm rõ các quy định của địa phương về mốc cho phép dựng xe, buôn bán, khi được nhắc nhở tuyên truyền cũng đều hợp tác và chấp hành nghiêm túc, đồng thời cam kết không vi phạm. Mà mình thì bán buôn ở đây thì đôi khi thì cũng có, ví dụ như khách không có thì thôi, mà hỡi vô ví dụ như đông thì đương nhiên cũng để ra ngoài một hai cái ghế đó, xong rồi thì khách đi là mình cũng dọn vô đàng hoàng, tại vì chỉ thị của nhà nước mình ra, điều đó rất là cũng tốt đẹp và cũng văn minh thôi. Nhằm tăng cường ý thức của người dân về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ các quy định về xây dựng đô thị văn minh an toàn, cùng với phát động phong trào Ngày thứ bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch vào các đợt cao điểm lễ Tết, Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, huy động đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia. Sau lễ phát động, ban điều hành các khu phố, tổ dân cư triển khai về khu dân cư để duy trì các hoạt động phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, thu gom rác thải. Trong quá trình làm, cán bộ thị trấn, các thành viên ban điều hành khu phố, tổ dân cư vừa kết hợp công tác tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu về tầm quan trọng và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, vai trò của mỗi người, mỗi gia đình trong thực hiện xây dựng nếp sống văn minh. Thời gian đảng ủy, ủy ban cũng như chính quyền địa phương đã ra quân chỉnh trang đô thị thì bản thân là một người dân, tôi thấy là cái đô thị của Ngãi Dao là ngày càng sạch hơn, đẹp hơn,
và thấy là văn minh hơn. Trước mà chưa là làm gì hết á, là chó mèo bị rác rễ đồ phức tạp lắm. À, chỉnh trang đô thị sạch sẽ đẹp, rồi giữ vệ sinh sạch hết á. Chị em mà là sáng ngày chứ lo giữ sạch sẽ, mà dỡ chỗ nào là mấy cái quẹt chỗ nấy. Những năm gần đây, tình trạng vật nuôi thả rông trên địa bàn thị trấn cũng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tình trạng chó mèo thả rông không chỉ là mối đe dọa cho sức khỏe người dân, mà còn là nguy cơ về an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường tại các tuyến đường trong khu dân cư. Để giảm thiểu tình trạng này, từ giữa năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngãi Dao đã thành lập tổ bắt chó thả rông trên địa bàn. Chỉ sau 3 đợt ra quân, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tình trạng chó thả rông trên địa bàn đã giảm hẳn, đem lại sự yên tâm cho người dân. Qua 3 đợt ra quân thì thấy so với cái đợt đầu thì cái việc ý thức tuyên truyền cho người dân nuôi chó thì người ta cũng đã ý thức được cái vấn đề thả chó mà thả rông là rất là nguy hiểm, cho nên người ta cũng đã nhốt lại, không có xảy ra cái tình trạng mà thả rông nhiều như những cái đợt trước. Công tác là bắt chó thả rông và trong cái thông tin đại chúng của trên khu vực cũng thông báo cho bà con là mình phải tự nhốt chó lại, phải làm như thế nào đấy để cho nó đảm bảo. Từ hồi mà thị trấn có cái chỉ thị đó đến từ là cảm thấy đi đường là rất là an tâm hơn. Với việc thực hiện chủ trương về chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh bằng việc làm thiết thực phù hợp, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chung tay thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện đô thị văn minh tại thị trấn Ngãi Dao đã và đang đem lại nhiều kết quả tích cực. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa ông có thể cho biết là thời gian qua thì việc triển khai xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Ngãi Dao đã được địa phương thực hiện như thế nào và những cái kết quả bước đầu đem lại ra sao? Tôi tuyên truyền vận động người dân thứ bảy xanh và chủ nhật sạch. Nghĩa là thứ bảy thì bà con nhân dân cố gắng tham gia trồng một bụi bông và chủ nhật thì tham gia vệ sinh dọn dẹp tất cả khu vực nhà ở cũng như là kêu gọi bà con những cái điểm công cộng. Chúng tôi cũng đã đưa những cái hình ảnh và lực lượng chính quyền địa phương và nhân dân khu phố đi làm công tác coi như dọn dẹp vệ sinh, đưa lên các nhóm trang Zalo của tổ đoàn dân cư, ban điều hành khu phố, rồi trang kết nối toàn dân để có sự lan tỏa, để người dân ý thức được rằng cán bộ thứ bảy chủ nhật thường thường là ra quân dọn vệ sinh, kêu gọi người dân đồng hành với địa phương làm sao thực hiện đúng vào có như thứ bảy xanh và chủ nhật sạch. Thì qua các hình ảnh ghi lại thì phải nói là bà con nhân dân cũng rất là đồng tình hưởng ứng. Hiện nay trên các tuyến đường thì cũng đã không còn vấn đề rác thải hoặc là bày những cái chậu bông hoặc cục đá hoặc là viên gạch ở lòng đường vỉa hè nữa. Bên cạnh đó thì chúng tôi hàng ngày thì có đội tuần tra trật tự đã đi thực hiện tốt cái vai trò trách nhiệm. Trong thời gian tới để chúng ta tiếp tục xây dựng cái Ngãi Dao trở thành một đô thị xanh, sạch đẹp và như ông nói là nơi đáng sống thì cái công tác tuyên truyền vận động sẽ được đẩy mạnh như thế nào, đồng thời chúng ta sẽ có những cái biện pháp xử phạt ra sao để mà cái mục tiêu này đạt được ạ? Tới đây thì chúng tôi cũng đã bổ sung thêm, thứ nhất là cái công tác tuyên truyền đẩy mạnh để đánh thức ý thức của người dân, nhận thức về vai trò trách nhiệm của chúng ta. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đang đưa ra các giải pháp là dân tự quản, là tuyến đường tự quản đó thì sẽ đưa vào, thứ nhất là tổ chức chính trị xã hội, thứ hai là cộng đồng dân cư. Chúng tôi đang lắp đặt các hệ thống camera để theo dõi giám sát những cái nơi mà người dân vẫn cố tình, trong khi đó chúng tôi đã đặt bảng để chúng tôi có biện pháp xử lý. Về riêng về chó thả rông thì phải nói đây là một cái vấn đề mà phải nói là quyết liệt. Tôi sẽ đang cho đi thống kê rà soát lại số lượng chó ở từng khu phố và có bản cam kết. Khi chúng tôi đến địa điểm khu vực đó mà chó của anh ra hình tượng thì chúng tôi sẽ lưu lại. Khi chúng tôi xử lý bắt phạt là chúng tôi sẽ tống đạt con chó đó và kiểm tra xem phải chó của nhà ông hay không. Chúng ta thực hiện làm sao cho đúng, hướng tới là thị trấn Ngãi Dao là một nơi đáng sống và văn minh đô thị trên địa bàn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi. Với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền các địa phương, sự chung tay góp sức của người dân, đô thị Ngãi Dao đã và đang thêm xanh tươi, sạch đẹp. Chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên
cả về vật chất và tinh thần. Từ đó, giúp người dân có động lực tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.